chiếc cao đôi nữa bạn, nó chạy ra khối là tị thử máy gì đây, khối đen luôn, xì khối đen luôn. Dữ chưa đó, quá luôn, quá chạy luôn. Quá dữ luôn rồi. Quá chạy luôn rồi kìa các bạn. Dữ dằn chưa? 92822 cay ghê ha. Quá chạy luôn rồi. Xem chạy đi đâu đây. Chuẩn bị ghé lại hai chiếc này đây, cặp này đây. Quá ghê, đang xì khối đen nghe các bạn. Nguyên một cục khối đen luôn. Rồi gà lên ga lần xì khối quá trời luôn. Đó, mình thấy cái này là một cặp các bạn đó, sơn màu giống nhau, cabin đều cũng viền giống nhau luôn, cặp này với cặp mới chạy lại đây nè, rồi chắc chung một chủ á. Thì chiếc này nãy giờ mình thấy cặp lại sang cào qua các bạn đó, chuyển cào qua cho cặp này nè đó, giờ xong rồi bắt đầu về ra chạy lại chiếc cái chiếc này chiếc đực các bạn, chiếc này nhỏ hơn kia rồi. Rồi coi kìa, wow, quá trời luôn rồi, cứ chạy cứ kìa. Quá nhìn chạy nhìn quá đã bạn. Đó, đó, dữ chưa? Quá luôn rồi, nhìn kìa. Quá dữ. Khủng khiếp thiệt. Kìa, quá trời luôn mày. Quá chạy luôn hả bạn? Dữ dằn được chứ. Ôi kìa, nhìn lượng sóng rồi kìa. Quá chạy luôn rồi.
xì khói luôn, quá trời giọt luôn rồi. Ghe nước sâu mấy chiến này chạy dữ lắm các bạn. Đó, vô nước cạn thì chạy nó hút lái nó không đi mấy, ghe nước sâu thôi khỏi nói rồi, mười mấy lý không á chứ không phải vừa đó các bạn. Đó rồi kìa, ghê chưa. Móc đầu lại đầu à, cặp lại chiếc bự á. Dữ dằn chưa, ok à. Lên ra là khối ra thấy ghê hồng nữa các bạn. Đó, bắt đầu nè, ghé nè, ve lại dàm thịt khối nè, mới giữ đây nè. Khối nè, quá đen bầu trời luôn. Ồ, dữ chưa. Mới cặp lại bơm dầu xong nè, đang lùi ra nè, thấy đang đóng cái gì đây. Nhìn thấy đóng cái phi các bạn, cái nắp phi á. Đang thả trôi lùi ra. Đằng này thì có chiếc cầu tôm đang cặp lại lấy đá các bạn. Cái này quá nắng luôn. Tôm đi hai vợ chồng á.
Nghĩ nước đá nguyên chứ không phải lấy nước đá xay ha. Phải lấy nước đá nha. Chứ để tàu chở xe các bạn, tàu chở khách rồi đó, ở Phú Quốc Gạch Giá. Nhìn như con quái vật kia các bạn, quá dữ luôn.